Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV về lô hồ điệp Đài Loan cắt ngồng rất là đẹp. Lô này có rất là nhiều màu sắc, khoảng 8-9 màu khác nhau. Cây đẹp. Các bạn trồng những cây này thì có thể là 2 tháng. 2 tháng các em sẽ cho ra bông nhé. Bởi vì gần đây có rất là nhiều người đã chụp hình gửi cho mình báo rằng là đã trồng được 2 tháng mà cây ra bông rất là nhiều. Lô này về rất là đẹp. Các bạn thấy không em? Hôm nay là cái lô này rất là to. Đây là khu vực này, cây là cây màu trắng V3 các bạn nhé. Trắng V3 là cái cây màu trắng lưỡi vàng này này. Lô này hôm nay cây to, khỏe, đẹp. Các bạn yêu thích thì mình sẽ lựa cho các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là cách chúng ta sẽ đi lựa hồ điệp được nhiều màu sắc. Khi mua ở Sóc Cò hay là mua chỗ nào đi nữa thì các bạn sẽ có cái kinh nghiệm chúng ta mua được hồ điệp nhiều màu sắc. Hoặc là nếu như mà các bạn là những người mà trồng hồ điệp mà trồng mãi cây không có sống thì mình sẽ có cái cách mẹo để giúp các bạn lựa những cây hồ điệp dễ trồng, trồng tỷ lệ sống cao hơn. Cây dễ rất là xanh. Rất là xanh, hàng Đài Loan, cây cắt ngồng. Mình sẽ nói về giá trước nhé. Giá thì là hiện tại bên mình đang bán với giá là 65.000 một chậu. Các bạn có thể là mua combo là 5 cây. Mình sẽ lựa cho các bạn là 5 màu khác nhau và được bao ship là giá là 325.000 5 cây. Còn nếu các bạn mà mua 10 cây thì mình sẽ lựa cho các bạn ít nhất là phải được 7 đến 8 màu khác nhau. Tại sao mình hay luôn ưu tiên chọn hồ điệp Đài Loan? Bởi vì hồ điệp Đài Loan là cái dòng rất là dễ trồng. Dễ trồng, bông to, cánh dày, lâu tàn. Rất là dễ trồng các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách mẹo chúng ta sẽ đi lựa hồ điệp Đài Loan được nhiều màu sắc nhé. Trong lô này thì có khoảng độ 8 đến 9 màu khác nhau. Nhưng mà Sóc Cò sẽ lựa được chuẩn cho các bạn ít nhất được 5 màu. À, ngoài ra thì khoảng độ là đến 4 đến 5 màu khác nữa là màu lộn xộn là mình sẽ không có lựa được. Nhưng mà ăn chắc mặc bền là ít nhất các bạn phải lựa được chuẩn là được 5 màu. Vậy 5 màu đó là 5 màu gì? Thứ nhất là cây màu trắng V3. Thứ hai là cây màu đỏ. Thứ ba là cây màu vàng. Thứ tư đó chính là cây màu hồng sọc. Là 4 màu rồi. Và một màu nữa đó chính là màu má hồng. Thì là cây má hồng thì hiện tại Sóc Cò không có, nhưng mà mình sẽ lựa được cho các bạn là cây má hồng. Và ngoài ra còn 4 đến 5 màu nữa là để màu lộn xộn tùm lum như là màu tím, màu chớp đột biến, hoặc là màu xanh. Thì là những cây màu đậm đấy thì là mình sẽ không có lựa được. Bây giờ là mình sẽ lựa cho các bạn là cây khỏe, mạnh, dễ xanh, hàng Đài Loan. Đây. Ôi trời, dễ xanh các bạn. Cây màu đậm sẽ sổ ra màu đậm. Cây màu nhạt sẽ sổ ra màu nhạt. Đây các bạn này. Đây là khu vực cây màu hồng. À, cổ lá màu đậm này. Dễ xanh này. Đó. Nếu các bạn là những người mà mới chơi lan hoặc là đang tập tành trồng lan hồ điệp ấy, thì mình có lời khuyên chân thành đó chính là chúng ta lên sưu tầm những cây to, khỏe và đặc biệt là cây màu nhạt thì trồng tỷ lệ sống cao hơn. Đó. Cây màu nhạt thì là bao gồm như là cây màu trắng, cây màu vàng, cây màu hồng, cây màu cam hoặc là cây màu xanh táo chẳng hạn, là những cây đấy là rất là dễ trồng. Thì mình sẽ lựa cho các bạn những cây màu nhạt nhưng mà quan trọng là phải to, khỏe, dễ xanh. To, khỏe, dễ xanh để cho các bạn về dễ trồng. Còn nếu mà các bạn là những người mà đã chơi lan lâu năm rồi chẳng hạn, các bạn mà muốn sưu tầm được nhiều màu sắc thì Sóc Cò sẽ lựa cho các bạn sẽ nhiều màu sắc, nhiều kiểu lá khác nhau. Ví dụ như đây là cổ lá màu đậm này. Đó, cổ lá màu đậm dễ xanh này thì sẽ sổ ra màu đậm. Màu đậm thì cũng phải dễ, nó phải xanh để các bạn dễ trồng hơn. Đây. To, khỏe. Dễ xanh. Đây là cây màu đậm, rất là nhiều màu đậm. Các bạn mua hàng ở bên Sóc Cò mình sẽ bảo hành cho các bạn là hàng Đài Loan nhiều màu sắc, ít nhất là phải được 5 màu. Nếu các bạn mà muốn nhiều màu sắc khoảng độ là 9 màu đó thì là những cái cây màu đậm như là cây đỏ ớt hay là cây màu tím đậm hay là cây đột biến đó, thường thường thì nó hay bị tét đầu lá như thế này. Mình xin nhắc lại nhé, nó hơi bị tét lá như thế này nhưng mà quan trọng là rễ cũng phải là xanh cho các bạn để các bạn trồng dễ dàng hơn. Đó, nó lối một chút xíu lá như thế này thôi, bởi vì là những cây màu đậm
thường thường là lá nó sẽ giòn cứng và rất là hay bị lối lá. Nhưng mà mình sẽ cố lựa cho các bạn là đầu rễ xanh, cây khỏe thì chúng ta trồng sẽ dễ dàng hơn. Đây rễ xanh này. Đó. Năm cây 5 màu, 10 cây khoảng độ được 8 đến 9 màu khác nhau. Như là cây màu trắng, vàng, cam, tím, hồng, chớp má hồng. Là mình sẽ cố lựa cho bạn những cây to khỏe, dễ xanh để các bạn trồng dễ dàng hơn. Thì tất cả những cây này chúng ta trồng thì khoảng độ là 2 tháng, nhanh thì là 2 tháng. Thì trễ khoảng độ là 3 4 tháng các em sẽ cho ra bông. Các bạn xem là nó ra bông có to như những gì mà mình chia sẻ không nhé. Đây là cây màu gì đây, cây chớp đột biến này. Đó. Đâu là cái cây màu trắng. Cây màu trắng nó rất là to. Các bạn thích cây to thì mình sẽ lựa cho bạn cây to. Cây màu trắng. Hoặc cây màu vàng. Vàng 2035 đâu. Đây là vàng 2035 này. Vàng 2035 rất là to, rễ cũng xanh. Giá là 65.000 một chậu. Mình xin nhắc lại nhá, hôm nay là hồ điệp Đài Loan cây cắt ngồng về rất là đẹp. Giá 65.000 một chậu. Các bạn mà mua 5 cây sẽ lựa được 5 màu khác nhau. Và là giá là bao ship là 325.000. Còn mua 10 cây thì giá là 650.000. Và lựa được cho các bạn khoảng độ 8 đến 9 màu khác nhau. Còn đối với những bạn mà là người mới chơi thì là mình nên khuyên là chọn những cây màu nhạt thì trồng tỷ lệ sống cao hơn. Những cây màu nhạt như là cây màu trắng, cây màu vàng, cây màu hồng, cây màu xanh táo. Vậy có nhiều người hỏi rằng là cây của sóc cò liệu trồng có ra được khoảng độ 3-40 bông to như những cây khủng long hay không? Đúng không? Có rất là nhiều người đang băn khoăn đúng không? Thì đây là cái câu trả lời cho các bạn nha. Đây là cây màu trắng, trắng V3 của sóc cò đó. Các bạn thấy nó ra được khoảng độ 3-40 bông một chậu đấy không? Cây này chơi gần được 2 tháng rồi đấy mà vẫn chưa tàn hết. Và các bạn trồng những cây này trong cái môi trường tự nhiên giống như sóc cò đó thì các em sẽ phân nhánh. Nó sẽ phân nhánh như thế này này. Đó. Thì chỗ này ra được khoảng độ là 3-40 bông. Không khác gì hàng khủng long. Cây này là cây tê giác, không phải là cây khủng long nữa rồi. Dễ xanh. Rất là đẹp. Thì hiện tại bên này là cây cây màu nhạt này rất là dễ sống, các bạn mới chơi lên chọn những cây màu nhạt, mình sẽ lựa cho các bạn 3-4 màu. Và cây dễ xanh như này để các bạn trồng dễ dàng hơn. Hoặc là các bạn chọn cây màu vàng. Đây là khu vực cây màu vàng thì sóc cò ghép 3 cây vàng 2035 vào với nhau cùng vào một chậu và mình chèn than. Thì trồng khoảng độ được gần 2 tháng, các em hiện tại đang ngồng. Một em đang ngồng, hai em chưa đang ngồng. Dễ xanh, nó bám vào cái miếng than rất là khỏe. Đó. Thì còn đâu này, bên này là khu vực cây này, cây màu đậm. Cây màu đậm thì sóc cò trồng cái này được trước Tết đấy. Cái này cũng phải được 4-5 tháng rồi. Thì ngồng cũ của em ở đây. Ngồng cũ của em ở đây và hiện tại đang ra ngồng mới này, một ngồng và hai ngồng. Ba ngồng. Đây là ngồng mới đây. Đó. Cây rất là khỏe mạnh, dễ bám vào thành chậu. Các bạn nên chọn những cây hồ điệp Đài Loan dễ trồng hơn rất là nhiều. Ngày trước mình cũng không có biết, mình mua phải trồng những cây hồ điệp mà Trung Quốc ấy, giá nó rất là rẻ. Nhưng mà tỷ lệ sống nó không có cao. Và đặc biệt là cái mỗi lần mà sau một trận mưa đó, nó thối nhiều lắm. Nó thối nhiều lắm. May mắn thì chúng ta, hy hữu may mắn chúng ta có thể là sưu tầm được những cây khỏe chúng ta trồng sống. Kể cả cho dù sống nhưng nữa thì nó cũng ra bông, nó không có được nhiều to như cây hồ điệp Đài Loan đâu. Không nhiều bằng đâu. Nên vì vậy mà chúng ta là những người mà mới chơi hoặc là chơi lâu năm thì mình cũng khuyên là lên sưu tầm những cây hồ điệp Đài Loan. Dễ trồng. Đây là khu vực cây màu đậm, cây màu hồng này. Dễ xanh. Mình sẽ lựa cho các bạn thử cái cây mà nó không có cái cốc nhựa nhé. Đây. Mình đã bỏ cốc nhựa ra. Các bạn thấy bộ rễ của em không? Khỏe không? Đây là khu vực cây màu hồng. Đây là khu vực cây màu đậm. Rễ nè. Lá màu đậm nè. Đó. Rễ xanh này. Rễ xanh này. Rất là nhiều màu sắc. Rễ xanh cho các bạn nè. Đó, hàng sóc cò chất lượng không? Đây là khu vực cây màu đậm.
cây màu đậm như là cây màu đỏ ớt này, cây màu tím hay là cây chớp đột biến á, thường thường lá nó sẽ lỗi như này. Nếu các bạn mà không có lấy cây màu đậm thì bỏ sóc cò bỏ ra. Sóc cò sẽ không lựa cho các bạn những cây màu đậm thì sẽ lựa cho các bạn cây màu nhạt. Thì nó sẽ tỷ lệ ít màu hơn, còn các bạn mà muốn nhiều màu, độ 8 9 màu thì sẽ có lối nhẹ như này thì không có đáng. Bởi vì rằng là quan trọng là rễ xanh này. Cái lá này lá cơ bản của cây hồ điệp màu đậm như là cây đỏ ớt hay là cây màu. Ôi trời, để các bạn thấy bộ rễ đá không? Xuống tầm cho các bạn những bộ rễ là linh hồn cây này. Mình bỏ cái cốc mổ ra để cho khách quan, cây rất là khỏe mạnh, rễ xanh. Nếu mà các bạn mà nhận cái cây màu đậm, vô tình có nhận được cây màu đậm ấy, nó bị lối nhẹ chút xíu chẳng hạn như thế này, thì mong các bạn hãy bao dung giúp sóc cò, bởi vì những cây màu đậm không tránh được, không tránh được. Ôi trời, rễ nè. Cây màu đậm. Năm cây, năm màu. 10 cây được khoảng 8 9 màu. Và trồng trong môi trường tự nhiên các em sẽ phân nhánh nó ra được 3 40 bông là chuyện rất là bình thường. Đó. Đây cây màu hồng của mình này. Nó phân nhánh này. Chỗ này hiện tại được hơn 10 bông. Màu trắng V3. Cây màu tím của mình nó phân nhánh này, cây này cũng tàn gần hết rồi. Cái hàng Đài Loan nó có một cái hay như thế này các bạn nhé. Khi mà các em ấy nó hết cái ngọng nụ này, nó lại đi ra thêm một cái nụ tiếp theo. Nó cứ đi ra. Các bạn thấy đó, nó đi rồi. Đó. Cứ tàn cái nụ này nó lại đi tiếp cái nụ. Ở đây. Rất là hay. Hàng Đài Loan dễ trồng lắm. Cây đẹp. Xanh nào, rễ nè, các bạn thấy không, lô này về sóc cò tự tin là bộ rễ rất đẹp. Đây là khu vực cây màu trắng V3, cây trắng, cây vàng, cây tím, cây trắng, cây vàng hoặc là cây màu hồng, cây màu hồng đó, rễ xanh không, cây to không. Lô này trắng V3 nó khủng khiếp lắm, to lắm đó, rễ khỏe. Các bạn mà thích những cây trắng này mà trồng cái tỷ lệ sống cao lắm. 90% là các bạn trồng những cây trắng này nó sẽ sống, bởi vì nó rất là to. Nó dễ xanh, không khác gì hài khủng long cả. Rất là đẹp. Rồi, hồ điệp Đài Loan, cây cắt ngồng 65.000 một chậu, 5 cây, 5 màu, bao ship. 10 cây, 8 9 màu được bao ship. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.